Chào mừng các bạn đã đến với bài tiếp theo của học SM2 từ A đến Z. Trong bài hôm nay thì chúng ta sẽ học cách điều khiển ngắt ngoài XTI trên SM32. Đầu tiên thì chúng ta phải hiểu ngắt là cái gì. Giả sử như là con vi điều khiển chính là bạn. Mỗi ngày bạn thức dậy, đi học, đi làm, sau đó về nhà, chơi game, sau đó đi ngủ, xong lại tiếp tục một cái chu trình đi học, đi làm, rồi về nhà, chơi game. Thì trong lập trình, cái việc tuần tự làm như vậy người ta gọi là polling. Giả sử đến một ngày bạn vừa đi làm về và sau đó bạn phải đi đón người yêu hoặc là đi đón người thân chẳng hạn, thì cái sự kiện đón người yêu hoặc là đón người thân đó người ta gọi là ngắt. Sự kiện ngắt xảy ra thì bạn phải ưu tiên hoàn thành cái sự kiện ngắt đấy, sau đó các bạn mới quay trở lại với cái chu trình polling. Còn ngắt ngoài là gì? Ngắt ngoài chính là ngắt bởi các sự kiện bên ngoài MCU. Các sự kiện bên ngoài như là nhấn nút hoặc là sự thay đổi trạng thái của các chân GPIO. Ok. Để tìm hiểu thêm về ngắt thì chúng ta có cái sơ đồ như này. Đấy, thì cái chương trình của mình đang chạy như này. Nếu xảy ra hiện tượng ngắt, đây là một sự kiện interrupt này, thì cái chương trình của mình nó sẽ pause lại. Và cái program state này nó sẽ được lưu lại. Sau đó là cái chương trình sẽ thực hiện cái chương trình ngắt. Sau khi thực hiện xong chương trình ngắt thì nó lại resum lại, có nghĩa là nó restore lại cái program state và tiếp tục chạy lại chương trình. Rồi. Ok. Vậy thì bắt đầu thôi. Rồi trong S332 Kube thì đầu tiên chúng ta vào tab System Call, chọn Sys này, Debug Serial Y để enable hai chân nạp cho vi điều khiển. Trong chân GPIO thì chúng ta sẽ chọn chân PC13 là LED Output, các bạn chọn Output. Chân A0 là chân XT0. Đây là chân XTI chính là ngắt ngoài. Chân A1 là XTI1. Trong S332 thì nó có 16 channel cho ngắt ngoài. Thì 16 channel đấy tương ứng với XT0, XTI0 cho tới XTI15. Thì mỗi cái kênh ngắt này nó sẽ bao gồm các chân PA0, PB0, PC0, PD0. Nghĩa là khi mà các bạn đã chọn PA0 rồi là chân ngắt rồi thì các bạn không thể chọn chân PB0 là chân ngắt nữa, bởi vì nó sẽ bị trùng. Đó. Các bạn nên lưu ý điều này khi mà khởi tạo các chân ngắt. Ở đây mình sẽ khởi tạo hai cái channel là ngắt ngoài 0 và ngắt ngoài 1 trên chân PA0 và PA1. Ok. Trong phần tab GPIO này, PA0 các bạn sẽ chọn pull up. Pull up là cái gì thì bài trước mình đã nói. Đó là kéo lên để giá trị mặc định của nó là 1. Và cái sự kiện mà để ngắt thì mình sẽ chọn là falling. Falling có nghĩa là sự kiện từ 0 xuống 1 là rơi xuống ấy. Đó. Mình sẽ chọn là falling. Đây là external interrupt, có nghĩa là đây là một sự kiện ngắt, còn external event thì nó chỉ là một sự kiện thôi, nó không xảy ra ngắt. Đó. Rồi, sau đó ấn clock. Clock mình sẽ để giữ nguyên là 8 mic và sử dụng thạch anh đội luôn được. Tiếp tới là chúng ta sẽ đây, chúng ta sẽ vào NVIC để chúng ta enable cái ngắt này lên. Chúng ta sẽ vào tích vào hai cái này để enable ngắt. Rồi. Project Manager mình sẽ để là bài 2. AT. Toolchain các bạn chọn MDK ARM V5. Rồi sau khi các bạn nghe xong, các bạn sẽ mở code lên bằng keyc. Thì các chương trình ngắt thì nó sẽ được lưu tại cái file STM32F1XX ship trừ IT. IT chính là interrupt đấy. Thì ở đây, đây các bạn sẽ kéo xuống.
Ở đây nó có hai cái hàm xử lý ngắt, đó là EXTI0 IRQ handle. Trong này nó sẽ gọi đến hàm HAL GPIO EXTI IRQ handle và truyền vào là cái chân pin 0. Các bạn có thể code trực tiếp trong này hoặc là các bạn sẽ tìm tới file callback bằng cách là chuột phải này, ấn go to define này. Đó. Các bạn sẽ thấy cái file hàm là HAL GPIO STI callback. Đây là hàm được gọi lại mỗi khi mà ngắt xảy ra. Đó. Các bạn sẽ copy và bỏ cái từ khóa wix này đi. Và main. Paste vào một đoạn trước khi sau cái phần include main này. Rồi. Ok, các bạn có thể xóa cái này đi. Rồi. Đầu tiên thì mình sẽ phải if GPIO pin. Bằng bằng. Mình sẽ phải phân biệt hai cái chân ngắt, bởi vì hai cái chân ngắt STI nó đều sử dụng chung cái hàm callback này, thế nên là trong hàm callback chúng ta sẽ phải phân biệt hai cái chân, đó là pin 0 và pin 1, tương ứng với hai cái ngắt là XT0 và XT1. Mình sẽ sử dụng câu lệnh if else pin bằng bằng. Ok. Rồi, trong cái hàm callback này thì cái chân A0 mình sẽ sử dụng để bật bật led, mình sử dụng hàm HGPIO GPIO write pin truyền vào là led pin led port này, led pin. Ok. Led pin và cái state của nó là một là không nhé. Write pin. Led port. Led pin. Đây là một. Bởi vì cái con LED của mình là ở chế độ treo lên, có nghĩa là khi mà truyền không vào nó sẽ sáng, còn khi truyền một nó sẽ tắt. Ok, sau khi code xong thì mình ấn F7 để build. Mình sẽ cắm chân PA0 với nút nhấn đầu tiên. PA1 với nút nhấn thứ hai. Sau đó mình cắm hai chân còn lại của nút nhấn với cái diên đi. Đó, đây là chân diên đi A0, A1 và đây là hai nút nhấn. Ok. Cắm mạch nạp vào máy này. Sau đó nhấn load. Nhấn reset để chạy chương trình. Rồi. A1 là A0 là sáng này. A1 là tắt này, sáng, tắt. Sáng, tắt, sáng, tắt. Trong ngắt thì có một cái khái niệm là mức ưu tiên. Thì mức ưu tiên càng cao thì cái ngắt đấy càng xảy ra càng được ưu tiên xảy ra. Nếu các bạn sử dụng hàm delay hoặc là các hàng ngắt khác ở trong trong cái phần hàm ngắt này thì có thể sẽ xảy ra hiện tượng treo, bởi vì khi mà các bạn vào cái ngắt này và
và nó sẽ không xử lý được các hàm ngắt có cái mức ưu tiên thấp hơn hoặc là bằng nó, dẫn tới hiện tượng treo. Ví dụ như là bạn cho delay vào trong này thì cũng có thể xảy ra hiện tượng treo, hoặc là các bạn sử dụng timer trong này chẳng hạn, hoặc là các ngắt khác. Thì khi mà sử dụng các ngắt lồng nhau như thế thì chúng ta phải set mức ưu tiên cho nó. Ok, thì các mức ưu tiên thì mình sẽ dạy trong các bài nâng cao hơn. Rồi, thì bài ngắt chúng ta thì đến đây là kết thúc. Thì bài ngắt này nó thực ra nó rất đơn giản. Cái ngắt này thì nó sẽ được ứng dụng rất nhiều trong việc điều khiển nút nhấn này. Cái ngắt này nó được sử dụng rất nhiều trong okay, cắt cắt cắt. Ok, vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bài SM32 ngắt ngoài XTI. Thì ngắt ngoài được sử dụng khá là phổ biến trong lập trình, như là ví dụ như là đánh thức MCU từ chế độ ngủ sang chế độ thức dậy hoạt động bình thường, hoặc là sử dụng để đọc các giá trị một cách tức thời mà các bạn không bị mất miss dữ liệu đó. Ok, hẹn gặp lại các bạn vào những bài tiếp theo.